là một trong những thành viên vay vốn từ khi Quỹ Tín dụng Nhân dân Cam Lâm mới thành lập năm 1991. Đến nay, hộ ông Nguyễn Hoàng ở thị trấn Cam Đức đã có được một cơ ngơi khang trang từ nghề trồng xoài. Vườn xoài rộng 2,7 hectare với 300 gốc xoài. Trong đó, chủ yếu là xoài Úc đã cho sản lượng bình quân trên 10 tấn một vụ, mang về thu nhập khoảng 250 triệu đồng một năm sau khi đã trừ các chi phí. Không chỉ có gia đình ông Hoàng, đời sống nhiều thành viên vay vốn quỹ tín dụng cũng phất lên nhờ trồng xoài. Khi mà vườn xoài đạt hiệu quả rồi á, thì là cũng hoàn trả vốn lại cho quỹ. Nhưng mà do tình hình là mưa bão là 2 năm vừa qua, 2017 và 2018 á, là tôi có vay lại cho của quỹ tín dụng Cam Lâm là 100 triệu để mà phục hồi lại cái vườn xoài. Cũng nhờ quỹ tín dụng Cam Lâm là cung cấp vốn. Nhờ vài vườn xoài hôm nay thì cũng tương đối hoàn thiện. Tôi vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân này được chục năm rồi để về đầu tư xoài. Làm cũng rất hiệu quả. Nhờ nguồn vốn của quỹ tín dụng nhân dân mà tôi cũng được số vốn để làm ăn phát triển hơn. Xoài là cây trồng chủ lực của huyện Cam Lâm. Từ chỗ diện tích trồng xoài ngày càng mở rộng, huyện đã hình thành các vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu nông sản xoài và các sản phẩm chế biến từ xoài. Riêng xoài Úc, tính đến cuối năm 2018, toàn huyện trồng được hơn 2.320 hectare, chiếm 46,7% tổng diện tích trồng xoài trên địa bàn huyện. Xoài Úc đã trở thành đặc sản nổi tiếng của Cam Lâm, không chỉ trong nước mà còn được chế biến, xuất đi các nước, trong đó thị trường tiêu thụ mạnh là Trung Quốc. Cùng với kênh vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội và các ngân hàng thương mại, dư nợ cho vay của Quỹ Tín dụng Nhân dân Cam Lâm tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, trong đó chính là trồng xoài, với tỷ trọng chiếm hơn 92% trên tổng dư nợ. Cụ thể, dư nợ cho vay đến cuối năm 2018 đạt trên 45 tỷ đồng, trong đó dư nợ sản xuất nông nghiệp đã hơn 44 tỷ đồng. Sắp tới huyện sẽ có một hội chợ nông sản về chuyên về các sản phẩm về nông nghiệp của địa phương, trong đó Cam Hải Tây có tham gia hai gian hàng, một gian hàng là sản xuất sản phẩm xoài và các sản phẩm từ xoài, và một gian hàng nữa là sinh vật cảnh là lan. Đấy thì thông qua những cái mặt hàng này á, thì địa phương cũng mong muốn là các tổ chức tín dụng là tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con là vay vốn đầu tư làm ăn để phát triển kinh tế ổn định hộ gia đình trên địa bàn xã. Để mà cho bà con mà tiếp cận với mình vay vốn mà mình phát triển thì mình sẽ cải cách về cái thủ tục hành chính, nó nhanh, nó gọn và nó đơn giản hơn. Rồi sau đó mình nắm bắt cái tâm tư, cái nguyện vọng của khách hàng, mình hiểu kỹ về người ta hơn nữa thì mình phát triển nguồn vốn dễ hơn và người ta dễ có sử dụng vốn của mình. Năm nay, Quỹ Tín dụng Nhân dân Cam Lâm đặt mục tiêu tăng trưởng dư nợ cho vay từ 7 đến 14% so với năm 2018. Do đó, tiếp tục chú trọng tạo điều kiện cho người dân đầu tư sản xuất nông nghiệp. Đây sẽ là một trong những kênh tài chính góp phần hỗ trợ các địa phương trên địa bàn huyện phát triển sản phẩm nông nghiệp, nông thôn theo định hướng, mục tiêu của chính phủ và tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.